quả măng cụt nha bà con, quả măng cụt, mà cũng có người gọi là trái măng cụt. Trái măng cụt hay là quả măng cụt nó cũng là một thôi, nó rất tốt cho sức khỏe trong vây không. Nhưng mà riêng những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn trái măng cụt hay quả măng cụt, để cho sức khỏe mình càng ngày càng tốt thêm. Chứ không thì nó xấu, nó nguy hại. Đó là những người không ăn được, là những người hay dị ứng, người có bệnh ung thư, tim mạch, trước 2 tuần phẫu thuật, hệ tiêu hóa xấu, đa hồng cầu, là vui lòng đừng ăn quả măng cụt hay là trái măng cụt. Người hay dị ứng, người có bệnh ung thư, tim mạch, trước 2 tuần phẫu thuật, tiêu hóa, đa hồng cầu, vui lòng đừng ăn để cho nó tốt cho sức khỏe của mình, bà con ạ. Còn ngoài ra là ăn được tốt hết, vì măng cụt nó tốt cho sức khỏe, nó làm mụn nấm, viêm da, chậm lão hóa, tiêu chảy, giảm cân, chống mệt mỏi, huyết áp tốt, dạ dày tốt, tiêu hóa tốt, tiểu đường, tinh thần minh mẫn, giữ dáng đẹp đẹp, tính luôn trái thì chúng ta ăn. Bỏ ăn cái hột trắng trắng thôi, ăn cái cơm trắng trắng đó thôi. Bỏ vỏ, bỏ hột là 1 kg, ăn 3 lần trong 1 tuần, chia ra để ăn cho nó tốt nha bà con. Rồi, chứ không phải là tốt là ăn bao nhiêu cũng được. Ta ăn chỉ có 3 tuần, 1 tuần ăn làm 3 lần, mà ta bỏ vỏ, bỏ hạt, ta ăn phần cơm trắng trắng thôi. Bà con ơi, chúc bà con vui vẻ, mạnh khỏe, xin chào.